Hỏi: Từ lúc con quyết định muốn dọn đến Vạn Phật Thành để làm công quả, nhưng thầy giáo con có giới thiệu cho một việc làm, một năm lãnh 60.000 đồng, công ty còn cho thêm huê hồng cổ phần nữa. Vậy rốt cuộc là con có nên nhận việc làm này không? Đáp: Nếu muốn kiếm tiền thì cứ đi đi. Đệ tử nghĩ lại liền sực tỉnh ra: Đúng rồi, kiếm tiền để làm gì chứ, đâu có bằng mình đi làm công quả. Thế là ông vẫn quyết định dọn vào Vạn Phật Thành. Hòa thượng dùng ngọ tại trai đường ở chùa Kim Sơn, có một số đệ tử hăm hở đem đến nhiều thực phẩm bổ dưỡng quý giá với hy vọng là hòa thượng sẽ dùng đến. Đâu ngờ hòa thượng đã không đụng đến một món ăn nào cả. Sau đó có một em nhỏ đem đến cho hòa thượng một trái táo. Hòa thượng: Táo này là của con hả? Đứa bé: Dạ phải. Bữa cơm đó hòa thượng chỉ ăn có trái táo ấy thôi. Chị đệ tử lần đầu đến Vạn Phật Thành và gặp được hòa thượng. Hòa thượng: Vu Bân là bạn tốt của tôi đấy. Đệ tử không hiểu sao đột nhiên hòa thượng lại nhắc đến giáo chủ Vu Bân với người chị của mình. Sau khi hòa thượng đi rồi, người chị bèn nói: Kỳ thiệt, 30 năm về trước, sau khi chị tốt nghiệp ở trường đệ nhất nữ trung học ở Đài Bắc, Bắc nhất nữ trung, thì lãnh được học bổng của ngài Vu Bân nên mới được du học đến trường Đại học Hoa Kỳ đây. Việc này ngay cả em còn không biết, vậy sao hòa thượng lại biết chớ?